Tôi có nghe ông nói rằng ông sẽ có một cái cuộc có thể nói là tranh luận một cách công khai với tất cả những ai bất đồng ý kiến, với những ai mà có thể nói rằng là ông đã để vào danh sách, như là gồm có ông Tạ Đức Trí, ông bà Kimberly Hồ, ông Nguyễn Mạnh Chí, cũng giống như ông Nguyễn Quốc Lân, ông Andrew Đỗ, tất cả những ai, và phía bên ông cũng có những người. Và cái cuộc tranh luận này ông Hoàng Kiều nói rằng sẽ mở ra công khai trên hệ thống truyền hình radio và sẽ diễn biến có thể nói nằm trong một cái tinh thần dân chủ tự do. Thế ông nghĩ rằng cái sự kiện đó, ông nghĩ rằng phía bên kia họ có chấp nhận không, theo cái kinh nghiệm của ông? Theo cái kinh nghiệm của tôi thì họ trốn hết. Trốn hết. Nhưng mà tôi vẫn làm. Tôi vẫn làm để chi? Để cho họ thấy, để cho họ biết được đó là những cái lỗi lầm của họ. Đương nhiên ai mà dám ra đứng trước mặt nói cái gì đây? Bây giờ tôi đưa những cái chứng minh này nói cái gì đây với tôi? Tôi hỏi những câu hỏi này nói cái gì đây với tôi? Trốn hết. Nhưng mà tôi vẫn phải, tôi lịch sự lắm. Tôi sẽ tổ chức đoàn tổng đi, tôi sẽ tổ chức trên cái ba cái đài SET, STBN và Little Sài Gòn, cho ba cái show, coi như bắt đầu từ tuần tới. Ba show đoàn tổng đi rồi thì để đoàn tổng về thì sẽ làm cái show của tuần thứ nhì, hiểu chưa? Yeah. Rồi ba cái show chỉ chủ nhật kể từ cái sau cái lễ như bắt đầu Labor Day, bắt đầu tháng 9 đó. Rồi tháng 9. Và tôi sẽ mời hết, tôi nhấn lại này, tôi mời này. Tôi mời ông Andrew Đỗ. Tôi mời ông Nguyễn Quốc Lân. Nguyễn Quốc Lân. Tôi mời ông Tạ Đức Trí. Tôi mời ông bà Kim Miller Hồ và tôi mời ông Nguyễn Mạnh Chí. Nguyễn Mạnh Chí. Phía tôi chỉ có tôi, Phát Bùi, Tài Đỗ, và sẽ do những cái người mà gọi là moderator, chẳng hạn như Đỗ Phú. Ông luật sư Đỗ Phú, ông sẽ hỏi câu hỏi, và Đỗ Dũng và Đoàn Trọng. Tôi chỉ cho ba cái người đó, tôi còn vấn đề mà cái mạng này mạng kia mình mới có rồi, mình lên cái mạng của mình rồi. Và tôi muốn nói như vậy là cái show cuối cùng là ngày 29 tháng 9, bởi vì ông Ngô Kỷ và ông Trần Nhật Phong thách thức tôi. Tôi đã đi thuê rạp rồi. Cảm ơn quý vị đã cùng với chúng tôi trong những giây phút vừa qua với chương trình đặc biệt ngày hôm nay, mà người khách mời của chúng tôi, kính thưa quý vị, đó là ông Hoàng Kiều. Một lần nữa xin trân trọng thay mặt cho Lido Sport TV xin gửi ông đến đông lời chân thành cảm ơn sự hợp tác của ông. Và qua cái chương trình hôm nay, hy vọng rất nhiều người hiểu biết được tất cả những sự kiện gì hiện nay đang xảy ra trên cái nơi gọi là thủ đô của người tị nạn chúng ta. Câu hỏi cuối cùng của chúng tôi đến với ông là, thưa ông, thế trong tương lai ông đã kiếm được cái chỗ nào, cái nơi nào để cho khán giả đến để tham dự cái buổi có thể nói là gặp gỡ với tất cả những ai mà họ muốn gặp ông không, thưa ông Hoàng Kiều? Vâng, thưa Đoàn Trọng, bởi vì ông Ngô Kỷ với ông Trần Nhật Phong thách thức tôi là đối thoại, thì họ nói là trong đó có 70.000 đòi đối thoại, mời tôi ra đối thoại. Tôi muốn tôi ra đối thoại với hai người này ở tại cái Việt Performing Arts Center. Trong cái rạp hát ở ngay đường Procter. Vâng. Ở tại Fountain Valley. Thế thì tôi sẵn sàng. Tôi nói cho các bạn nghe, tôi mời hết, chẳng những hai ông này mà tôi mời cho những người nào mà chẳng hạn như 7 ông này, tôi mời ra hết. Mời ra hết. Và tôi mời ra hết đây, bây giờ tôi nói cho rõ chưa? Tôi tính làm thứ bảy cho nó tiện này kia này nọ, cho người ta ăn chơi vui rồi tối nhảy đầm nhảy điếc rồi cho nó ngon lành. Nhưng mà không được, thành thử tôi phải làm Sunday, ngày chủ nhật 29 lúc 2019, và tôi dự trù là từ 2 giờ tới 4 giờ hoặc 5 giờ cũng được, nếu có đối thoại còn lâu. Mà còn không thôi thì tôi sẽ tuyên bố chiến thắng, và tôi bảo đảm với các bạn tôi tuyên bố cái record xong. Rồi sau đó có được bao nhiêu người, bởi vì họ thách thức tôi mà. Để bây giờ tôi thách thức lại đấy, tôi thách thức các ông dám hé mặt ở đó. Và chúng tôi cái rạp đó chỉ có 600 người, 600 người, và chúng tôi chia ra 200 người Mỹ, 200 người Mỹ tới cơ, và Việt Nam mình chỉ 200 người. Nhưng mà ngon lắm, sau đó chúng tôi sẽ mời đi ăn một bữa tối để gọi là cái tạ tình chóp đó. tạ tình chóp cho rồi. Tôi cho Trần Nhật Phong lên mạng luôn, tôi livestream tất cả, và tôi bảo đảm với các bạn sẽ có ít nhất 4 đài truyền hình trực tiếp truyền thanh truyền hình cho tất cả người trên thế giới coi.
Sau đó chúng tôi kéo nhau về, chúng tôi ăn một bữa cơm cho no. Rồi chúng tôi, chắc có lẽ là chúng tôi cái ban nhạc của Hoàng Thi Ti thì bị bận rồi. Tất cả những ban nhạc khác đó họ cũng bị bận. Thành thử chúng tôi thế chiếu lại những bài đoàn và để cho các bạn lên để nói những cái tâm nguyện và nói những cái út cách, nói những cái gì mà các bạn nghe cũng giống như chúng tôi đã làm cái vụ đám tang của Lý Tống. Sau đó để anh em vui chơi, đừng có nhạc nhiếc đôi gì nữa bắt cầu. Nhưng mà có phần, bởi vì tài độ cũng nói, ôi anh Đức Dù ơi, cũng có cái nhảy đầm cho tụi em này kia. Tôi nói ok, tôi để biệt, tôi biểu DJ Melody, mình sau khi ăn cơm rồi, độ giờ mình tiêu. Thì đó, và tôi muốn các bạn giúp đỡ tôi, và tôi thách thức mấy ông này, đây là cái thách thức cuối cùng. Và tôi nhận rồi một lần nữa, là yêu cầu các bạn khoan đóng tiền cho Trần Nhật Phong và cái tổ chức đó đã, để cho tới khi cái ngày 29 tháng 9 này coi thử tôi bị thua thì chừng đó hãy đóng được không? Đó, đâu rõ chưa? Vâng. Thì đây cái agreement đây đã có rồi. Tôi Hoàng Kiều đừng ai thách. Chỉ Hoàng Kiều thách người ai làm cũng được thôi. Thế Hoàng Kiều thách Hoàng Kiều là Hoàng Kiều sẽ làm tới nơi tới chỗ. Vâng. Cũng như cái vụ biểu tình vừa qua, có biểu tình được không? Vụ biểu tình ở đó có biểu tình được không? Không. Đó, và bây giờ tôi thách hai ông này. Và tôi nói lại một lần chót, cái kỳ này ông Trần Nhật Phong á, ông thưa tôi về cái tội mà gọi là cái anti-slap, bởi vì ông sợ lắm rồi. Mà tôi, bởi vì đoàn trọng mình là luật sư bất đắc dĩ, không có hiểu luật của cái bài gì hết. Sau khi cầm được cái tấm giấy mà coi như đi ra tòa mà kiếm diện á, mừng quá, không có để cái số tiền. Thì bây giờ cái luật sư nó đi thuê luật sư, bởi vì lúc đưa ra Trần Nhật Phong nó ô cái này là BBC luật sư lo. BBC nó bỏ, đâu có lo gì Trần Nhật Phong, bây giờ Trần Nhật Phong đi thuê để anti-slap. Anti-slap trời ơi, CDA cũng chẳng có, Freedom of Speech cũng chẳng có, chỉ có một cái ông, nó không biết chứ, ông quan tòa, Kevin DeNoche, ông quan tòa, ông Kevin DeNoche, nó chỉ thưa cái tội gọi là public figure thôi, cái hình ảnh của công chúng. Nhưng mà bây giờ cái ông quan tòa, ông nói tôi chỉ phần nửa cái người public figure thôi. Phải chưa, tôi chỉ một phần nữa thôi, tôi không phải là pháp lý. Còn phần nữa thì của ông riêng cá nhân ông. Thế thì tôi không biết tôi thắng hay tôi thua. Yeah. Nhưng mà tôi nói một câu xin dần với các bạn. Nếu tôi thua, tôi chỉ nói YouTube thôi. Giữa ông, giữa tôi và Trần Nhật Phong, ông chọn ai? Rồi, ông lấy cái Trần Nhật Phong, cái YouTube đó cho tôi xong. Yeah. Như vậy, đồng ý chưa? Đó, và ông Kit Fan nữa, cái YouTube của Kit Fan nữa, cái Vietstar cái gì đó. Ô, đừng có chửi. Đừng có đàn trọng, đừng có dễ chơi với Hoàng Kiều. Hoàng Kiều đó vào sinh ra tử không chết. Nhá. Mà qua đây chết nhục nhã trên cái đất nước này không có được. Bởi vì cái tự do báo chí, chỉ với tự do báo chí mà cái danh dự cũng như cái đám quân nhân của mình, cái danh dự của cả một cái quân nhân mà bị trà đạp một cách thậm tệ. Bây giờ các bạn hãy cùng tôi đứng lên để mình lấy lại cái danh dự đó, và để mình tỏ ra mình là cái người xứng đáng, những người Mỹ xứng đáng để cho những người Mỹ khác họ phục. Và tôi nói, khi tôi nói về người Mỹ, tôi cũng quên nói hết. Đáng như đoàn trọng biết có cái bà là coi như giám đốc để đóng những cái hàng không mẫu hạm, đoàn trọng biết cái chuyện đó rồi. Gì nữa, mình có những người như vậy mình phải hãnh diện chứ, mình phải cố gắng làm sao. Mà như tôi lặp lại một lần nữa, tôi thưa các bạn, Đỗ Phủ nói tôi, mình cần phải có nhiều Hoàng Kiều. Tôi trả lời Đỗ Phủ, tôi không cần chỉ có Hoàng nhiều. Tôi xin có nhiều luật sư như Đỗ Phủ, hay là nhiều luật sư như Hoàng Mạnh Hùng là được rồi. Là được rồi, là cái đó là mình rất là hãnh diện. Và chúng tôi thành thật cảm ơn ngày hôm nay, đàn trọng. Thôi thì bây giờ tôi hỏi cô. Tôi hỏi cô rồi mình chấm tiếp chương trình luôn. Dạ vâng. Bây giờ cô đã hiểu chưa? À, hiểu rồi. Cô hiểu rồi, thế thôi. Bây giờ cô này đã hiểu rồi các bạn ơi. Và đoàn trọng cũng đã hiểu rồi. Tôi mong các bạn hiểu tôi. Xin thành thật cảm ơn các bạn. Và xin chào tạm biệt các bạn. Và các bạn nhớ đón coi nghe. Chúng tôi sẽ thông báo, sẽ có chương trình dài dài 9 show nữa của Hoàng Kiều Talk Show. Và đối diện với những cái người mà chống đối, đối diện với những người mà đưa bị record. Cảm ơn xin ông. Thành thật cảm ơn. Xin thành thật cảm ơn ông Hoàng Kiều đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, cảm ơn quý vị. Đó là mỗi tuần một vấn đề.